Hey, chào mọi người. Video hôm nay thì mình muốn có một chia sẻ ngắn với mọi người về việc trải nghiệm lại các cái tựa game cũ của Nintendo trên máy tính và kết nối với Gamepad. Thì đây là một Gamepad đời cũ của Logitech thôi và kết nối cũng rất là dễ qua cổng USB và không cần cài bất kỳ một driver nào cả. Thật sự thì mình cũng không phải là một game thủ hay là một người thường xuyên chơi game nên là mình sẽ đầu tư một cái Gamepad mang tính giải trí thôi. Ở một tầm trung là từ 500k quay đầu. Ok, giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn về thứ nhất là cái cách để chúng ta có thể giả lập lại những cái game cũ đó và để chơi trên máy tính như thế nào. Hiện tại thì mình đang dùng cái phần mềm giả lập này. Thì các bạn suy nghĩ tưởng tượng nó giống như kiểu BlueStacks mà các bạn dùng trên máy tính để giả lập các game Android vậy đó. Thì đây là một cái phần mềm giả lập mà mình thấy nó khá là dễ sử dụng. Thì việc đầu tiên các bạn quan tâm là file OpenROM, ở đây là những cái file .net, những cái file game của mình đó. Thì những cái file này thì rất là dễ tìm thôi, và nếu các bạn cần thì mình luôn sẵn sàng share nha. Tiếp theo là về phần movie, cái chức năng này thì có thể cho phép các bạn quay phim và ghi âm lại. Nhưng mà chỉ có cái bất tiện là cái độ phân giải của video mình quay lại thì nó sẽ không có được cao thôi. Tiếp theo là phần option, khá là quan trọng bởi vì ở đây các bạn sẽ cài đặt cái gamepad. Thì đây nó sẽ có một cái khung review trước về các phím chức năng. Thì ở đây mình đã cài sẵn rồi các cái nút quen thuộc. Và sau khi đã cài ok thì các bạn ấn save. Ok, và giờ mình sẽ thử một cái game cho các bạn xem, một cái game mà mình ngày bé mình rất là hay chơi với chị mình, Dream Train B. Ok. Âm thanh và đồ họa vẫn rất là ổn đúng không ạ? Thật ra thì mình chơi theo bản năng thôi, tại vì mình cũng không còn nhớ quá nhiều cách chơi nữa, bởi vì là khả năng khá là cao là thời gian sắp tới là mình sẽ làm việc từ xa thêm một tháng nữa, nên là mình đang tìm kiếm lại những cái cảm giác ngày xưa, giải trí một chút, tìm thêm những cái nguồn cảm hứng mới. Nghĩ đây 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 sẽ là một cái trải nghiệm rất là hay. Thật sự là nó chúng ta không 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 còn có thể nhanh nhạy chơi một cách chơi với một cái thao tác nhanh nhẹn như ngày chúng ta còn bé nữa. Rất là thú vị đó mọi người. Thì mình màn hình máy tính của mình thì nó cũng khá là rộng, nhưng mà game vẫn chạy một cái đồ họa và mình nhận thấy nó rất là ok. Đồ họa vẫn rất là đẹp. Level up. Ok, boss cuối của màn rồi đây. Oh my god. Hộp cứu thương, hộp cứu thương. Giáp lá cà luôn mọi người. Yeah. Ok, tiếp theo sẽ là một tựa game mà chắc chắn là cũng rất là nổi tiếng, đó là Super Mario. Yay. Rất là hoài niệm đúng không mọi người? Sai lầm. Thank you.
Okay, một tựa game khác. Ok, và đó là một chia sẻ nhanh của mình về việc giả lập và chơi lại các game cũ. Thì nếu như mà các bạn cũng cảm thấy nó thú vị thì và có sẵn một cái game pad như thế này thì chúng ta có thể trải nghiệm lại nhé. Bye.